Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, hiện tại thì trên đảo Lai đang có những cái em rồng rất là đặc biệt và thú vị luôn. Mình á thì ở đây mình hơi bị mê cái thành viên thuộc dòng đó chính là Heroic các bạn. Cái bé này đây, à, tay cầm chùy sắt nhìn rất là ngầu nha. Nên chúng ta sẽ thử like thử coi ra được cái thành viên này hay không. Wow. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ thả những cái bé rồng đang yêu nhau này ra để anh em mình làm cái nhiệm vụ đó chính là đây, sở hữu thành viên VIP nha. Đó, anh em tem thì cố gắng làm nhiệm vụ nha mọi người. Đó, để nên chúng ta cùng mang được cái thành viên khá là đẳng cấp thuộc dòng Legend này về được đó là 370 orbit thì phải. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là đây sắm lại nữa nha. Wow, chỗ này thì hai bé này đang yêu nhau rồi, mình nhớ là mình còn một cái chỗ nữa đấy. Mình nhớ không lầm là mình còn một cái chỗ nữa, nhưng mà bây giờ mình không biết nó nằm đâu ha. Đây, xong luôn. Rồi, chỗ này thì đang có một cái sự kiện, đó là sự kiện Plus. Và HNT có hướng dẫn với các bạn rất là chi tiết về cái sự kiện này nha. Anh em có thể ghé cái trang của mình, đó chính là trang hntchannel.com, để các bạn cập nhật những cái sự kiện mới nhất của Dragon City. Chỗ này thì đang có hai sự kiện nha mọi người. Sự kiện đang diễn ra là Maze Island và Plus Island. Chỗ này thì các bạn hãy đến với, bấm trực tiếp vào nha. Sự kiện này còn tầm khoảng 2 ngày mấy nữa là hết rồi. Rồi, chỗ này các bạn sẽ sổ cái mũi tên xuống 25 điểm cộng nha mọi người. Cái này sẽ hỗ trợ nên chúng ta rất là tuyệt vời trong cái quá trình gọi là cày điểm luôn. Đây, các bạn sẽ cho cái con rồng hệ nước với hệ ánh sáng yêu nhau và là đây, cho từ từ xuống tới đây ha. Ở đây là cái thứ 8. Cái thứ 8 thì chúng ta sẽ có là đinh ốc với lại cái dòng số nguyên thủy, cái chiêu nguyên thủy ha. Rồi, anh ta thì hướng dẫn khá là chi tiết cho mọi người rồi, nên chỉ cần vào xem thôi. Chỗ này thì mình sẽ cho đây, cho cái quả chuối rơi nhẹ xuống một bậc thì chúng ta sẽ có được một ngôi sao 5 cánh. Yeah, tính toán đủ các kiểu luôn các bạn ơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đưa thật là nhiều trái cà xuống thôi nè. Wow, thôi mình lượm tất cả những cái trái cà trên bản đồ đi ha. Ui, một hit thôi, ngon lành luôn. Chỗ này thì anh em bắt đầu ôm chuối đi nè. Đó, quá tuyệt vời, mở được cái phần thưởng luôn. Đây là cái phần thưởng đầu tiên ha. Rồi, chỗ này thì các bạn anh em chú ý nha, cho rồng ăn 20.000, còn đây là nhiệm vụ là thu hoạch 4.000 thức ăn. 4.000 thức ăn này thì mình sẽ đi kiếm, ui cho 10.000 luôn. Wow, một hit thôi là vô kèo liền. Rồi, chỗ này thì anh em chúng ta sẽ đi mua lại một cái lượng thức ăn cũng khá khá đi nha mọi người. Đây, 1 triệu ha. 1 triệu vàng thì chúng ta sẽ có được tầm khoảng đó là 10.000 thức ăn nha mọi người. Đó. Rồi, 1 triệu vàng là chúng ta sẽ có được 10.000 thức ăn. Đây, anh em cứ việc mua cái lượng thức ăn này về để chúng ta xài là ok ha. Rồi, HNT thì chia sẻ rất là nhiệt tình cho mọi người luôn. Wow. Rồi, anh em nào mà theo dõi mình thì chắc hẳn cũng đều biết cách để bế những cái con rồng VIP ha, biết cách chơi sự kiện rồi. Anh em nào mà quên thì cứ việc vào cái trang web của mình để xem lại nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi mua lại ha. Đây, cứ 1 triệu vàng là chúng ta sẽ được đó là 10.000 thức ăn thôi. Ok, còn 200 điểm nữa, còn 150 ha. Rồi, bây giờ thì nó sẽ còn lại 50 thôi. Đây. Rồi, xong. Rồi, và bây giờ thì anh em mình sẽ đi vô trả nhiệm vụ nè. Lần này thì mình sẽ đến với cái khu vực list và mình sẽ win một ván nha. Đây, khu vực list. Wow, ở đây thì anh em mình mang cái con nào ra quậy đây? Ui, anh em mình có robot thủy diệt V-Drago. Lần này thì mang ông đẹp ông bự luôn đi cho nó ngầu nè. Let's go. Chỗ này thì mình cần win một hiệp thôi nha mọi người. Đây, cố lên rồi nè, thể hiện kỹ năng đủ các kiểu rồi. Wow, ca này thì cho ông đệ bụng bự ra ha. Tiếp theo thì ông đệ này sẽ solo tay đôi với một cái thành viên thuộc dòng, đó chính là Macaron. Rồi, con Macaron này thì nó cũng hơi bị đẳng cấp luôn ấy. Wow, bé trâu. Ôi cha, gắt quá các bạn ơi. Victory. Rồi, một hiệp đã trôi qua và anh em chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nha. Tiếp theo thì win một trận trong khu vực Arena. Khu vực Arena này thì để mình xem coi đội hình của mình có ổn không. Wow, có một bé. Rồi, hai con này thì thuộc dòng Heroic.
Ui, mình nhớ không lầm là mình có cái skin thì phải đấy. Cái skin của cái bé này thì cũng hơi bị cute luôn nè. Đây, bộ giáp băng nha. Cái skin này mình mua với giá hình như là 60 viên gem á các bạn. Và anh em ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho HNT một subscribe nha. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để HNT ra video hay là livestream thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Wow. Và bạn nào xem trên điện thoại thì anh em dừng lại vài giây kéo nhẹ xuống dưới video, các bạn sẽ thấy cái khung này và cái nút đỏ đỏ nằm bên góc tay phải nha. Cái nút này là đăng ký kênh nha mọi người. Đó, để các bạn sẽ không bỏ lỡ những cái video hấp dẫn, những cái hướng dẫn vô cùng chi tiết về cái tựa game Dragon City cũng như là những cái event mới nha. Wow, lượng đam đến từ bé. Đây, cái nhân vật này hơi bị đẳng cấp luôn á. Có con này gánh tem thì anh em chúng ta cũng rất là đỡ luôn. Rồi, chỗ này thì mình xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tới cái wow, 10.000 thức ăn. Ui, bây giờ bị kẹt thiệt rồi. Nếu như mà không thì anh em chúng ta phải sử dụng game các bạn, 5 viên game để skip nhiệm vụ. Rồi sau đó mình mua lại thôi. Tiếp theo thì sẽ đến với khu vực list và mình sẽ hốt thêm được tầm khoảng 2 hiệp nữa nha. Đây, vô kèo liền. Wow, pha này thì anh em mình sẽ cho hồi ôi tem mình được đam không luôn. Rồi, sung sướng luôn rồi các bạn ơi, ngon lành. Chỗ này thì mình sẽ nhờ đến đó là Vibrago. Wow, liên hoàn kích vừa được thi triển luôn. Ui, mém nữa là mình bế được cái thành viên Macaron này rồi. Wow, mình không nghĩ là tem bạn lại lợi hại đến vậy luôn các bạn ơi. Và bây giờ sẽ đến với đội hình tiếp theo. Mình hiện tại đang nằm ở level 83 thôi, cũng không phải là một cái level gì cao lắm ha. Wow, một hit là mình bế được một em liền với sức mạnh đến từ bé trâu mũi khoan. Và bây giờ mình đang đến với cái nhân vật thứ hai của tem bạn. Wow, victory. Rồi, ổn luôn. Chỗ này thì mình sẽ ra trả nhiệm vụ tiếp nha. Đây, trong khu vực arena bây giờ phải win thêm 2 trận nữa các bạn ơi. Arena có thành viên gọi là 5 sao và là chiến binh Ratun nên mình cũng đỡ âu lo ha. Rồi, cố lên. Đây, lắm. Rồi, chỗ này thì anh em chúng ta sẽ nhờ đến rồng tinh phân. Alo, thành viên này hơi bị đẳng cấp luôn đây. Lắm. Wow, cố lên anh em ơi. Rồi, thành viên cuối cùng con này nó tới 4 sao lần các bạn. À, nhưng mà mình được cái là lượng đam của mình hơi bị khủng đấy. Tới công chuyện luôn. Wow, chiến binh Ratun của anh em mình hơi bị đẳng cấp luôn á. Victory, nhiều bạn coi thường cái con này nhưng mà mình thấy con này nó rất là mạnh nha. Wow, tay bạn có một cái con 4 đây, 46, vẫn là chiến binh Ratun mà cũng được 4 sao rồi. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ thử sức mạnh của Ratun hen. Một hit là mình biết là không bế được rồi, nhưng mà mình thử thôi. Và sau đó mình sẽ nhờ đến thành viên đó chính là Heroic. Wow, cuối cùng thì chiến binh Ratun của tên bạn nó cũng đã quyết định lao ra để chiến đấu rồi đây. Hai con solo với nhau đi nè. Lên 53. Rồi, thêm một cái nữa. Wow, ôi 29.000 đam luôn, mình sợ bạn quá cơ. Căng dữ. Rồi, victory ha mọi người. Đây, 40-40 vẫn là 40 luôn. Rồi, nhưng mà anh em mình đã được rồi nè các bạn ơi. Lắm. 8.000 thức ăn, trời ơi tốn tiền quá các bạn ơi. Thiệt luôn ấy. Anh em mình để dành game để chơi cuộc đua Heroic thôi. Và bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ chờ tầm khoảng vài tiếng sau ha. Thì cái này nó sẽ ổn hơn.
Wow, bây giờ thì nên chúng ta đi thu hoạch ít vàng nha mọi người. Hiện tại mình chỉ còn có tầm khoảng 10, 12 triệu vàng thôi. Đó, cái lượng vàng của mình khá là ít luôn. Rồi, để xem coi. Và sự kiện Maze thì anh em, sự kiện đảo lưới hay gọi là Maze thì các bạn hãy đến với cái trang web của mình để xem nha. Những cái con rồng trong cái sự kiện thì anh ta đều để cái số điểm coin mà anh em mình sẽ tốn để có thể lấy được những cái thành viên nó về đó. Đó. Wow. Ôi, lên được 17 triệu vàng rồi nè. Thu hoạch xì khối luôn. Wow. Còn lại là anh em mình sẽ nâng cấp những cái đây. Ôi, khá là nhiều luôn các bạn ơi. Wow, mình còn tới 7.000 luôn. Rồi, những cái nhà này mình nâng cấp thêm lên nữa nè. Đó, nâng cấp nhà lên thì anh em chúng ta sẽ lên level rất là nhanh nha. Nhà này luôn. Ui, không đủ rồi. Rồi, và các bạn ơi, anh em chú ý nha. Mọi người hãy đến với cái trang hntchannel.com và các bạn hãy đến với đây, những cái sự kiện đang diễn ra nha. Anh ta hướng dẫn khá là chi tiết và anh em nhớ cho bình chọn một cái tựa game mà các bạn thích nha. Đây, bỏ phiếu nhẹ cái cho vui. Rồi, chỗ này thì các bạn có thể xem là sự kiện Maze Iceland thì anh ta có để sẵn ở đây cho mọi người luôn ha. Kéo nhẹ xuống phía dưới. Đó. Rồi, hướng dẫn rất là chi tiết những cái con rồng ở đây. Wow. Những thành viên rất là đẳng cấp luôn. Và các bạn ơi, ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.